Con xin kính chào quý cha, quý sư, quý phê và quý anh chị em. Ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 12 năm 2023 là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng Promedimos de l'Avent 5B. Và bài tin mừng của ngày hôm nay trích từ Phúc âm theo Thánh Marco chương 13 câu 33 tới câu 37, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc chapitre 13 verset 33-37. Và chủ đề của đoạn tin mừng này đó là phải tỉnh thức và sẵn sàng. Veillez pour ne pas être surpris. Và con xin chia sẻ hai động từ veiller và động từ surprendre. Ở trong bài này chúng ta sẽ thấy động từ veiller xuất hiện 4 lần. Vậy veiller có nghĩa là gì? Và động từ veiller có những ý nghĩa như sau. Nếu veiller là nội động từ verb intransitive thì có nghĩa là tỉnh thức, rester éveillé pendant le temps destiné au sommeil. Tức là khi mà tới cái lúc mà phải ngủ thì chúng ta lại không ngủ, chúng ta cứ thức. Như vậy chúng ta thức để mà làm cái chuyện gì thay vì đi ngủ, đó là veillé nội động từ. Nếu veillé là ngoại động từ trực tiếp, verb transitive direct, thì có nghĩa là canh giữ ai, prendre soin de quelqu'un, s'occuper de quelqu'un. Và người ta hay dùng động từ veillé quelqu'un với em bé hoặc là những người đau ốm. Những em bé nó chưa tự chủ được, chưa tự lập được thì chúng ta phải có người veillé, không thể để nó một mình. Hoặc là những người mà phải nhập viện mà không có tự lập được thì chúng ta cũng phải có người veillé để giúp đỡ việc này việc kia. Đó là ngoại động từ trực tiếp. Còn nếu veillé đi với giới từ sur, tức là ngoại động từ gián tiếp, thì có nghĩa là giữ gìn. Veiller sur les jours de quelqu'un, giữ gìn, canh giữ ai. Đó là ba ý nghĩa của động từ veiller. Và trong bài này, veiller mà Chúa Giêsu nói anh em phải tỉnh thức, tức là anh em đừng có ngủ, rest éveillé, trong khi người khác ngủ, pendant le temps destiné au sommeil, ban đêm chẳng hạn là thời gian dành để ngủ nghỉ, nhưng mà chúng ta lại không ngủ nghỉ, chúng ta thức, tức là rest éveillé. Và động từ thứ hai là động từ surprendre, ngoài động từ trực tiếp, surprendre quelqu'un tức là bắt quả tang ai, chẳng hạn là bắt quả tang một tên ăn trộm, surprendre un voleur, hoặc là bắt trộm bất thình lình. Để chúng ta có một cái ví dụ là đang đi rồi chúng ta bị mắc mưa bất chợt mà mình không ngờ tới, để chúng ta không nghĩ là sẽ bị mưa, mà đang đi thì bị mưa mà không áo mưa thì sẽ phải đứng trú vào kẻo rồi ướt, être surpris par la pluie. Như vậy chủ đề của đoạn phúc âm này đó là anh em hãy tỉnh thức, đừng có ngủ, để đừng có bị bất chợt, bất thình lình, phải tỉnh thức và sẵn sàng. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Lúc đó, Đức Giêsu nói với các môn đệ của người như thế này. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. Động từ prendre garde, tức là canh chừng, phải cảnh giác, có nghĩa đồng nghĩa với động từ prendre garde có là se méfier de. Se méfier de là cảnh giác một cái sự việc gì đó hay là cảnh giác ai. Ví dụ, anh em hãy coi chừng các tiên tri giả, méfiez-vous de faux prophètes, hoặc là se montrer plus prudent, prudent là cẩn thận, và bây giờ tỏ ra cẩn thận hơn, đó là prendre garde, anh em hãy cảnh giác. Restez éveillé. Éveillé là tình trạng không ngủ. Car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Bởi vì anh em không biết khi nào thời điểm đến, le moment. Ở đây chúng ta thấy dùng article defini là cái thời điểm gì đó. Thời điểm mà Chúa Giêsu đã nói trước, thời điểm tức là con người tới đó. Anh em không biết được lúc đó là lúc nào, khi nào. C'est comme un homme parti en voyage. Cũng giống như một người kia đi phương xa. En quittant sa maison, trong khi người ấy rời bỏ nhà của mình, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Pouvoir là quyền hành. Ông ta đã cho các gia nhân của mình tất cả mọi quyền hành. Fixé à chacun son travail. Fixé đây là participe, và ông ta đã fixé, ông ta đã trao quyền cho các đệ tử của mình và chỉ định cho mỗi người một việc. Fixé là ấn định rõ ràng cho mỗi người một công việc. Et demandé au portier de veiller, demander à quelqu'un de faire quelque chose. Và ông ta đã yêu cầu, ra lệnh cho người giữ cửa, portier là người canh cửa, phải canh thức,
Chúng ta lại gặp động từ vi-ê lần thứ hai. Động từ vi-ê này là thức để canh một cái gì không có ngủ. Trong khi người khác ngủ thì mình phải thức. Veillez donc car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Như vậy anh em phải canh thức vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến. Ở đây chúng ta lại gặp động từ vi-ê lần thứ ba. Anh em phải canh thức, đừng có ngủ bởi vì anh em không biết được khi nào chủ nhà đến. Le soir ou à midi, đến vào lúc tối, chập tối hay là nửa đêm. Au chant du coq ou le matin, tới vào lúc gà gáy hay lúc buổi sáng. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Chúng ta coi participe passé là endormi, của động từ endormir là ngủ. Như vậy ngược lại với éveillé, éveillé là không ngủ mà thức, và endormi là ngủ mà lại không thức. Hai tính từ này đối nghịch lại với nhau. Bởi vì nếu ông ta tới bất thình lình, à l'improviste là có nghĩa là bất thình lình, và chúng ta có những cái trạng từ đồng nghĩa là brusquement, bất ngờ, subitement, bất thình lình, tout à coup, ngay lập tức, soudain là bất ngờ. Nếu ông ta tới bất thình lình, il ne faudrait pas, ở đây là dùng ở thể conditionnel để cho nó nhẹ đi, và chúng ta coi il faut que là phải, đi với subjonctif, phải làm cái gì, và ngược lại, il ne faut pas que là không được. Nếu là dùng ở positive là phải, dùng ở negative là không được. Ở đây là không được. Nếu ông ta tới bất thình lình thì không thể nào mà ông ta thấy anh em ngủ được. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều thầy nói với anh em, ở đây thầy cũng nói với hết thầy mọi người là hãy tỉnh thức. Và chúng ta lại gặp động từ VA một lần thứ tư nữa trong bài này. Và sau đây con xin đọc lại toàn bài đoạn tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc. Veillez pour ne pas être surpris. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que vous, je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Kính thưa quý cha, quý sơ, quý phê và quý anh chị em, hôm nay là ngày cuối cùng của năm phục vụ năm A, và ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của năm phục vụ năm B, tức là tối nay là đêm giao thừa, và ngày mai là chúng ta sẽ có một ngày mới, một năm mới tân niên. Con xin kính chúc tất cả quý cha, quý sơ, quý phê và quý anh chị em một năm mới, năm phục vụ đầy ơn Chúa, đầy thánh thần, và tiếp tục gặp nhau trong những giờ chia sẻ lời Chúa như trong những cái bài chia sẻ như thế này. Con xin cảm ơn và xin kính chào tất cả quý cha, quý sơ, quý phê và quý anh chị em.